10 giờ sáng, gần 40 thành viên của câu lạc bộ Việt Wing đã có mặt tại Hoành Bồ, Hạ Long để chuẩn bị cho chuyến bay. Là huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long khoảng 15 km về hướng Tây Bắc, Hoành Bồ là địa điểm quen thuộc của những người chơi dù lượn bởi dãy núi đẹp với sân thoải mái và bãi cất cánh lý tưởng. Từ điểm tập kết dưới chân núi, mọi người nhanh chóng chia thành nhiều tốp nhỏ để di chuyển lên bãi cất cánh. Điểm bay Hoành Bồ cao khoảng 500m, đường di chuyển gập ghềnh và khó khăn. Muốn lên tới nơi buộc phải sử dụng xe chuyên dụng. Mất khoảng 40 phút di chuyển gập ghềnh mới đến được bãi cất cánh. Tuy nhiên, khung cảnh khi đến nơi chắc chắn sẽ làm bạn không hối hận. Và hiện tại thì Giang đang có mặt tại bãi cất cùng với câu lạc bộ Việt Wing và tất cả các thành viên trong câu lạc bộ thì đang chuẩn bị cho những chuyến bay kế tiếp của mình. Là một trong những môn thể thao mạo hiểm, vậy nên sự an toàn đối với người chơi dù lượn luôn được đặt lên hàng đầu. Ở cả bãi cất và bãi hạ luôn có các huấn luyện viên để quan sát, giữ liên lạc bằng bộ đàm để nhắc nhở, hướng dẫn các vận động viên. Hey anh Dũng. Chào em. À, anh có thể cho em hỏi là để chuẩn bị cái buổi bay ngày hôm nay thì câu lạc bộ mình đã phải Để chuẩn bị bay thì các phi công trước tiên là phải chuẩn bị các trang thiết bị ở nhà. Đấy, bao gồm dù này, dù chính, dù phụ này, mũ bảo hiểm này, bộ đàm này, các thiết bị đều phải sạc pin đầy đủ. Trước khi bay thì các phi công sẽ trải dù này, sau đó thì lắp dù vào đai này, sau đó thì đeo đội mũ, đeo đai thì giống như em đi tập ấy. Thì các cái thao tác này mất khoảng tầm 5 đến 10 phút. Thế sau đó thì mọi người sẽ kiểm tra lại, check các bước chuẩn bị trước khi bay và sau đó là cất cánh được. Sau khi đã kiểm tra an toàn thiết bị, việc tiếp theo là chạy cất cánh. Đầu tiên, bạn phải chú ý quan sát đường chạy. Không chú ý đến những chướng ngại vật như hố, đất đá có thể khiến việc cất cánh gặp cản trở. Một khi bắt đầu chạy, bạn cũng phải giữ tốc độ đủ tốt, lao người về phía trước cho đến khi được cánh dù nâng lên khỏi mặt đất. Việc dừng lại đột ngột hoặc nhảy lên giữa chừng là vô cùng sai lầm. Nó có thể khiến bạn vấp ngã, nặng hơn là chấn thương, xây xát. Nếu có gió tốt, kết hợp với những bước chạy và thao tác thuần thục, bạn hoàn toàn có thể cất cánh một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Đây nhá, đây là cái đai dành cho hành khách bay đôi. Tí nữa khi bay trên giờ thì em sẽ ngồi trên đai này. Đây là hai cái điểm treo này. Em sẽ treo vào cái dù bằng hai cái điểm treo này. Chút nữa khi lên trên trời anh sẽ bảo với em là ngồi vào đai thì em bám vào hai bên này. Em đẩy lên phía trước. Là bám vào. Bám vào đây. Đây. Đẩy lên phía trước nhá. Co hai đầu gối lên và ngửa người ra phía sau để ngồi vào đai thì cái đai nó sẽ đỡ em như thế này này. Đấy, em phải ngửa ra sau nhiều. Và ngồi thụt sâu vào đai một chút. Đấy. Trước khi bay này, anh sẽ dựng cái dù lên. Anh dựng dù lên thì khi nào anh dựng dù lên anh sẽ hô là chạy. Thì lúc đó em chạy thẳng. Cứ chạy thẳng là được. Đấy, sau khi chạy xong mình ngồi vào đai. Ngồi vào đai rồi thì có thể thư giãn tận hưởng. Thế còn để tránh mà không bị vấp ngã ấy, thì khi mà chạy dựng dù lên cái dù nó sẽ kéo em về sau như thế này. Thế thì cách chạy đúng là em cứ tì người ra phía trước em chạy. Đúng rồi, tì người phía trước chạy thì cái dù nó sẽ kéo em như này lên phía sau này. Đó, ở đây có hai cái điểm treo nó sẽ nâng em lên thì em sẽ không sợ bị rơi xuống đất. Mà nếu như em có vấp ấy thì em cũng sẽ chúi chéo lên phía trước này. Đó, thì anh ở đằng sau anh sẽ điều khiển cái dù để cho nó đỡ. Đó. Tức là em ở đằng trước là em chỉ việc là em cứ cúi người chạy. Người và chạy cật lực. Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi. Đấy. Thế khi nào mà hạ cánh thì anh sẽ bảo em là chuẩn bị ra khỏi đai thì lúc đó trước tiên này, em nâng hai chân lên song song với mặt đất. Đó, sau đó thì anh phanh cái dù lại và anh bảo ra khỏi đai thì lúc đấy em dướn người đứng hai chân ra. Vâng. Đấy, tức là ban đầu là duỗi hai chân ra này, sau đó thì dướn người ra, đứng hai thẳng hai chân lên là được. Còn nếu không dướn người đứng hai chân được cũng không sao cả nhá. Ở dưới cái đai này nó có một cái mút thì nó sẽ mình sẽ hạ bằng mông xuống. Đấy. Anh đã chuẩn bị xong chưa ạ? Xong rồi, chỉ còn chờ em thôi. Vâng, thế anh giúp em với ạ. Ok.
Lên rời rồi thì có thể ngồi vắt chéo hai chân với nhau. Vâng. Đấy, hoặc là duỗi hai chân thẳng ra. Thế đấy, thế là được. Giang chuẩn bị sẽ có một chuyến bay đầu tiên của mình. Ban đầu thì rất là háo hức nhưng mà bây giờ thì cũng hơi run. Mong rằng là chuyến bay này của mình sẽ đáp đất tốt đẹp. Ok, chạy đi, tiến lên phía trước. Nhanh nhanh nhanh, đúng rồi, tiến này. Rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Rồi, đây. Ok, ngồi vào đây, bay, bay. Buồn vào, buồn, 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 không phải buồn như thế, buồn đâu. Rồi. Rồi, ngửa người ra, đẩy ra. Được chưa? Rồi, ok. Không sợ, không sợ. Đi tay em này này. Ui, đẹp quá. Kiểu bị ngợp ấy ạ? Ừ, đúng rồi. Ở đây thì mình đang ở bên dạng ấy. Cái cảm giác này nó khó tả quá. Anh các phi công nào mà bay nhiều mà nghiện thì có thể bay hàng tiếng như rời. Vâng, quá. Ở trên không như này ạ, thì các cái dù, khoảng cách của các cái dù nó sẽ phải cách xa nhau như nào ạ? Thường bọn anh sẽ quy định là với các cái bạn mới bay ấy thì các cái dù sẽ phải tránh nhau là một cánh dù, tức là khoảng cách của một cánh dù. À. Thì khi bay ấy thì nó sẽ có các quy tắc giao thông. Thường là quy tắc trắng bên phải. Vâng. Tức là hai dù đối đầu với nhau thì sẽ phải rẽ phải. Vâng. Đó. Sẽ có những phi công mà có thể bay sát núi, có những phi công lại phải bay cách xa một chút. Nhưng ngoài ra thì còn dựa vào điều kiện thời tiết nữa. Ví dụ như là điều kiện gió to thì vùng nâng nó lớn thì bọn anh có thể bay xa núi. Nhưng nếu mà gió nhẹ thì phải bay sát núi, nếu không thì vùng nâng nó sẽ rất là nhỏ. Lúc này tại bãi hạ, những vận động viên bay trước đã bắt đầu hạ cánh. Bãi hạ là một thửa ruộng được thuê của người dân trong vùng, xung quanh là những cánh đồng lúa trải dài xanh mát. Đây là một cái dù đôi đang chuẩn bị tiếp cận về đường hạ cánh nhá, thì bao giờ nó cũng có một cái đường tiếp cận về bãi hạ. Thì cái khu vực chúng ta đang đứng là bãi hạ, thì cái dù này thì có thể ở các cái độ cao khác nhau, thì họ về thì họ phải đảm bảo là đủ cái độ cao tối thiểu để cái dù nó lướt về bãi một cách an toàn. Thì như các bạn thấy là lúc nãy anh ấy vừa mới làm cái động tác lắc qua lắc lại cái dù để cho nó giảm được cái độ cao và vào bãi an toàn. Thì yêu cầu của nó là phi công giữ cái dù cân bằng bằng hai tay kéo hai nhẹ hai cái phanh, tính hướng gió theo cái cột cờ cột gió ở dưới bãi hạ. Thì chủ yếu nếu mà bay đôi thì các bạn thấy là phi công đấy sẽ yêu cầu khách là phải chạy để đảm bảo là khi mà họ tiếp cận giống như là máy bay ấy, khi xuống là phải có cái đường trượt. Với điều kiện gió tốt như hôm nay, việc hạ cánh dường như khá dễ dàng. Các vận động viên đều tiếp đất nhẹ nhàng mà không gặp trở ngại gì, nếu có cũng chỉ là hạ cánh hơi lệch so với bãi. Trước từ anh Dũng giới thiệu thì nó cũng không thể nào mà bằng được một phần trải nghiệm một lần bay. Nói chung là các bạn hãy bay đi, có thể gây nghiện đấy. Tức là các bạn đến với môn dù lượn này đầu tiên ý, thì rất là nhiều người muốn thử cái cảm xúc mà bay rơi tự do, nhưng thực ra nó không hẳn như thế. Tức là ở Việt Nam thì mọi người hay nhầm cái dù lượn với nhảy dù, nhưng mà dù lượn nó không phải là chỉ rơi, dù lượn nó là còn bay nữa. Đấy, thế thì các bạn mà đã chơi dù lượn đủ lâu ấy thì các bạn ấy sẽ rất là thích cái cảm giác được bay lâu, được bay cao và được bay xa. Thì dần dần mọi người mới bắt đầu chơi ấy, thì sẽ chỉ thích cái cảm giác lơ lửng ở trên không thôi. Nhưng sau đó thì dù lượn nó sẽ có rất là nhiều những cái thử thách nữa. Đấy, nó sẽ còn các bạn sẽ phải đọc thời tiết, các bạn sẽ phải nghiên cứu địa hình, các bạn sẽ phải nghiên cứu để làm sao bay được lâu, bay được cao, bay được xa. Thì đó mới là cái thử thách của dù lượn. Theo anh thì chỉ cần các bạn nào mà
thích cảm giác được bay trên trời thì nên đến với dù lượn. Khép lại một ngày trải nghiệm bay dù lượn cùng với câu lạc bộ Việt Wings, chúng ta có thể thấy được một số kỹ năng như sau. Khi cất cánh phải chú ý đường chạy, tránh những chướng ngại vật gây nguy hiểm. Chạy cất cánh phải giữ tốc độ đủ tốt, lao người về phía trước cho đến khi được cánh dù nâng lên khỏi mặt đất. Khi bay lên trời, giữ khoảng cách an toàn, cách nhau ít nhất một cánh dù. Thực hiện quy tắc tránh nhau về bên phải khi bay. Bay xa núi khi gió to, sát núi khi gió nhỏ. Xác định hướng gió bằng cách quan sát cột cờ, lá cây. Thực hiện hạ cánh trong điều kiện ngược chiều gió. Khi hạ cánh, giảm tốc độ, lướt song song với mặt đất. Không phanh quá mạnh mà chỉ tăng dần. Bước khỏi đài ngồi, người trong tư thế thẳng chuẩn bị hạ cánh từ độ cao 10m. Thả chân thẳng xuống và sẵn sàng chạy gối hơi trùng để tiếp đất. Thích sự mạo hiểm, đam mê điều mới lạ và ước muốn chinh phục bầu trời, đó là những đặc điểm chung để mọi người gặp nhau ở môn thể thao dù lượn. Được phiêu lưu cùng gió, bay lượn tự do như một chú chim, được ngắm nhìn vẻ đẹp của đất trời ở một vị trí đặc biệt. Đó là sức hút khó cưỡng từ bộ môn thể thao mạo hiểm này.